Nhân mùa Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2564, ngày 29 tháng 8 vừa qua, chùa Phước Minh, chùa Phước Lan, chùa Bồng Lai và chùa Bửu Hạnh tại xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn đã thực hiện chương trình tặng quà từ thiện đến bà con có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Buổi trao quà được tổ chức tại Ủy ban nhân dân xã Điện Minh với sự quan lâm tham dự của Thượng tọa Thích Huệ Phát, Ủy viên Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam, Trưởng Ban trị sự Phật giáo thị xã Điện Bàn, trụ trì chùa Phước Minh cùng chư tôn đức tăng ni trụ trì các chùa cơ sở trong địa bàn xã Điện Minh. Về phía chính quyền có sự tham dự của bà Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Điện Bàn, ông Dương Ngọc Lĩnh, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Điện Minh cùng các vị lãnh đạo địa phương. Tại đây, chư tôn đức tăng ni trụ trì các chùa cơ sở chùa trong địa bàn xã Điện Minh đã trao tặng hơn 400 phần quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần quà là những nhu yếu phẩm với tổng trị giá gần 100 triệu đồng. Thay mặt chính quyền địa phương, ông Dương Ngọc Lĩnh phát biểu gửi lời cảm ơn đến chư tôn đức và chúc mừng tăng ni Phật tử xã nhà có mùa Vu Lan an lành hạnh phúc. Cùng ngày, tại chùa Quán Thế Âm, phường Điện Nam Trung, Đại Đức Thích Pháp Trí, trụ trì chùa Quán Thế Âm, cũng đã trao tặng 70 phần quà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Mỗi phần quà gồm gạo, mì gói, một số nhu yếu phẩm và phong bì tiền mặt. Năm nay, do tình hình dịch bệnh, Phật giáo thị xã Điện Bàn đón mừng Vu Lan không tổ chức các sự kiện tập trung đông người, mà thay vào đó là những phần quà ấm áp tình thương và sự sẻ chia của người con Phật đến với tha nhân.